Xin chào các bạn, mình đang ở với chỗ của chị Thuận để mua sen đá đây các bạn. Chị Thuận ở San Jose và đây là những cây sen hàng rất là đẹp luôn. Rất là nhiều màu sắc và mình rất là yêu thích những màu mà đỏ đỏ. Oh, angel wing here. Angel wings. Chị Thuận có rất nhiều cây rose các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Còn đây là Madiba, to ơi là to luôn, to và khỏe nữa. Today later it's rain. It's rain 2 days later. So you don't keep them outside? I just keep them outside. Wow, in the rain also? It's fine, fine. Cover them. Okay. Mình đã về nhà rồi các bạn ơi, đây là thành quả mà mình mua được đây, đã đặt sẵn và đi lấy đó các bạn. Và đây là cây Fire Stick, mình không biết tiếng Việt nó tên gì nữa, bây giờ mình trồng nha. Mình dùng 3 đất sen đá trộn với 1 đá Pearlite và 1 đá Pumice nha. Bây giờ là mình trồng cây Angel Wings, nó rất là to, mình rất là thích luôn, cái màu nó đẹp lắm luôn các bạn. Tiếp theo là mình trồng cây sỏi thiên thanh đây các bạn, cây thụ. Mình cắt thử hai cái đầu nó ra để mình nhân giống nha. Mình mua cây về mình hay cắt ra để nhân giống lắm luôn các bạn, để coi thử là nó dễ hay không. Và mình để cho nó khô 2 ngày mình mới trồng lại nha. Cây thụ rất là đẹp luôn các bạn. Và có nhiều bạn nói là cây sỏi thiên thanh này nó có mùi rất là thơm, nhưng mà mình thì chưa thấy cái mùi thơm của nó như thế nào hết. Hy vọng là mình trồng nó lớn mình sẽ ngửi thấy mùi thơm. Và mình rải đá ở lớp trên mặt nha các bạn. Khi mà các bạn rải đá thì các bạn tưới nước, cái đất nó không có bị trôi. Các bạn cũng có thể rải đá pumice trên cũng được nữa. Đó, mình trồng xong rồi và cái đá này nó giữ cho đất không có trôi và nó cũng đẹp nữa nha các bạn. Mình rải đá lên thì nhìn cây nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ trồng những cây kế tiếp nha. Cây Angel Wings var đây các bạn. Cây lớn là nó không có var, hai cây nhỏ là nó có var và nó mất tiền hơn. Đây là cây thứ hai đây các bạn, Angel Wings. Cây này nó cũng có rễ rồi các bạn, nhưng mà rễ còn nhỏ lắm, cây này còn bé xíu à. Còn đây là cây sỏi thiên thanh va đây các bạn. Mình không biết là phải là nó tên sỏi thiên thanh luôn không nữa. Có nhiều một số cây mình không có biết tên tiếng Việt. Bây giờ thì mình trồng hai cây Fire Stick vào trong hai cái chậu này. Sau này nó sẽ là cái chậu sinh đôi rất là đẹp luôn các bạn ơi.
Mình trồng xong rồi và bây giờ mình chờ 2 ngày nữa mình mới tưới nước nha các bạn. 2 ngày sau mình tưới nước là tốt nhất, không có nên tưới liền khi mà mình mới trồng. Hiện tại bên Cali là mùa đông cho nên mình để cho nó ở ngoài nắng luôn nha các bạn. Nắng càng nhiều càng tốt, thì bây giờ lạnh lắm. Sau 2 ngày rồi các bạn, cái sỏi thiên thanh cái cắt ra nó đã khô rồi và mình trồng vào đất nha. Mình đã cắt thêm một cành nữa để được 3 chậu. Mình trồng vào chậu 2 inches thôi. Và mình để 3 chậu này ở trong nhà nha các bạn. Ở trong nhà nhiệt độ ấm hơn cho nên nó sẽ ra rễ nhanh hơn. Sau 2 tuần mình trồng đây các bạn, mình để cây fir stick ở ngoài trời luôn và mới tắm mưa đó các bạn. Mới tắm mưa cho nên hôm nay mình sẽ không có tưới cho mấy cây này nha. Rồi đây là cây sỏi thiên thanh đây các bạn, hôm nay mình sẽ tưới nước cho cây sỏi thiên thanh. Và mình chú ý là những cây mới trồng mình không có tưới lên lá nha các bạn. Và hiện tại là mùa đông cho nên mình chỉ tưới một tuần một lần thôi. Mùa đông á, mát cho nên không có cần tưới nhiều nước. Còn hai cây Angel Wings với lại cây sỏi thiên thanh Vari các bạn, trên này mình đã tưới nước rồi, mới tưới lúc nãy luôn. Trồng hơn một tuần thì nó hơi lá, nó có mấy lá hơi nhăn nhăn nha các bạn. Còn đây là cây Angel Wings, nó mở cái lá ra to hơn các bạn ơi, đẹp lắm luôn. Những lúc mà tưới nước như thế này á, mình thấy rất là thoải mái luôn các bạn, giống như là được giải trí vậy đó. Và mình nhìn các cây nó lớn nữa, rất là thú vị luôn các bạn. Cho nên rất là nhiều bạn nghiện sen đá là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye.